quý vị, là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thị trấn Cát Tiên với địa bàn các xã Đức Phổ, Phước Cát 1, Phước Cát 2 và tỉnh Bình Phước. Nhưng hiện nay, đường DH93 đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống đi lại của người dân. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng của tỉnh cần có sự hỗ trợ nhằm nâng cấp sửa chữa để đảm bảo giao thông tại địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Vô số ổ voi, ổ gà, mưa lầy, đắng bụi. Đó là thực tế đang hiện hữu của tuyến đường DH93 thuộc huyện Cát Tiên. Kèm theo đó là nhiều vụ tai nạn gây thương tích cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Bà con đi lại, nhất là những cây hôm mùa mưa, các cái vũng ổ trâu, ổ voi không biết được ấy. Thì cho nên là xe lao xuống là nhiều xe là bị tai nạn ở trong các cái hố kia. Khổ sở lắm anh ạ. Sáng thì đi xe đạp thì nước văng rồi xe lớn chạy qua chạy lại, ảnh hưởng văng hết đồ các em học sinh đi học. Đường DH93 có chiều dài trên 8 km, được xây dựng đầu tư từ năm 2011. Nối trung tâm thị trấn Cát Tiên với địa bàn các xã Đức Phổ, Phước Cát 1, Phước Cát 2 và tỉnh Bình Phước. Từ năm 2013 đến nay, do cầu Hyco thị trấn Cát Tiên cấm phương tiện trọng tải lớn và việc đầu tư xây dựng cầu mới cũng chưa hoàn thành, nên nhiều phương tiện thường xuyên qua lại trên đường này, dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng. Cầu Hyco yếu rồi thì bây giờ các cái xe trọng tải lớn đa phần là lưu thông di chuyển qua cái tuyến đường này. Chính vì thế là nó đã làm phần nào ảnh hưởng, làm giảm sút nghiêm trọng đối với cái chất lượng rồi của cái đường DH93. Việc xuống cấp của tuyến đường DH93 huyện Cát Tiên cũng ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế. Nhiều mặt hàng của bà con nông dân luôn bị tư thương ép giá do khó khăn trong việc vận chuyển. Qua chi tại các chợ họp dân như tăng về vốn lại tạm thời phản ứng. Hai ba năm nay thì huyện cũng đã dùng nguồn sự nghiệp của huyện để duy tu sửa chữa. Tuy nhiên thì đến nay đường đã xuống cấp trầm trọng và huyện cũng đã có cái báo cáo về tỉnh để xin chủ trương trong thời gian tới để có cái quan tâm để đầu tư cái đường DH93 đảm bảo là lưu thông hàng hóa cũng như lưu thông của nhân dân trong cái địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng xuống cấp của tuyến đường DH93 tại huyện Cát Tiên đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Một lần nữa thì người dân nơi đây đang rất mong chờ ngành chức năng sớm quan tâm triển khai xây dựng.